Di Linh rất vui gặp lại quý vị và các bạn nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Trước khi vào câu chuyện, Di Linh xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn luôn luôn được bình an và thành công trong cuộc sống. Và Di Linh cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã gửi nhiều câu chuyện cho Di Linh kể lại cho mọi người nghe. Và những câu chuyện của quý vị gửi cho Di Linh đó, thì những câu chuyện mà nhạy cảm thì Di Linh sẽ kể trên kênh Chat TV hoặc là kênh Chuyện Ngôn Tình. Di Linh sàng lọc lại những câu chuyện hay, nhẹ nhàng thì Di Linh kể trên kênh Đại Là Thế. Bởi vì kênh Đại Là Thế vừa bật kiếm tiền lại được, nên là những câu chuyện nhạy cảm không thể nào đọc trên kênh này được. Di Linh rất mong quý vị và các bạn hiểu và thông cảm. Hôm nay tiếp tục chương trình, Di Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn nghe một mẫu chuyện có tiêu đề Anh hàng xóm số hưởng được thằng bạn tặng con vợ ngon cơm. Câu chuyện hôm nay chúng ta nghe của một bạn nam gửi về cho chương trình. Vì nguyên tắc cộng đồng nên tên của nhân vật trong câu chuyện Di Linh đã được thay đổi. Tạm thời Di Linh sẽ đặt bạn nam này tên Bình nha quý vị. Rồi bây giờ Di Linh xin mời toàn thể quý vị và các bạn nghe bằng Bình kể câu chuyện của bạn nha. Em xin chào anh Di Linh. Em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Bình. Năm nay em 25 tuổi. Quê của em ở Bạc Liêu. Gia đình của em có hai thành viên gồm có em với bà ngoại. Ở dưới Bạc Liêu thì em làm nghề nuôi tôm. Năm em 15 tuổi em bắt đầu đã nuôi tôm rồi. Em nuôi tôm cho đến năm em 22 tuổi. Năm đó em chuyển qua nuôi tôm công nghiệp. Em làm quy mô cũng khá lớn. Vì cái số tiền mà em tích lũy mấy năm nay đó nhập vào và làm một phát thật là to. Nhưng cuối cùng thì ông trời ổng không có đãi cho em. Khi nuôi vụ tôm nửa lần chừng thì tôm bị chết. Lúc đó thì gia đình em lâm vào nợ nần túng thiếu. Em thì không phải là dân chúng nợ. Lúc đó thì em cũng khất nợ, tại vì đa số là thiếu nợ, là thiếu nợ của bà con. Nên em cũng nói với mọi người để cho em đi làm, kiếm tiền rồi gửi trả lại. Bây giờ sự việc đó thì em cũng không muốn, nhưng mà ông trời ổng không cho em làm giàu đó. Rồi bà ngoại em cũng năn nỉ mấy người bà con thì đâu làm khó làm dễ gì. Tại vì thằng bạn của em nó làm giữ vườn cho người ta ở trên Tiền Giang á. Thằng bạn em nó mới chỉ em lên Tiền Giang để tìm việc làm giữ vườn cho người ta. Lương thì cũng cao, một tháng cỡ 12 triệu. Nhiệm vụ là xịt cỏ rồi xịt cây trong vườn, quản lý vườn. Bây giờ thì em đi làm công nhân thì lương cũng khoảng như đó thôi. Nhưng mà làm công nhân thì nó gò bó hơn. Còn giữ vườn thì nó khỏe hơn. Em mới khăn gói đi lên chỗ thằng bạn. Khi lên đó thì thằng bạn nó cũng dẫn em đến một nhà vườn. Nhà vườn đó thì người ta cũng đang cần tìm người. Đó là một vườn cam với quýt rất là nhiều. Khi em lên tới nơi thì thằng bạn em nó dẫn vào giới thiệu. Thì ông chủ đồng ý liền và nhận em vào làm. Kể từ ngày hôm đó em làm việc ở Tiền Giang. Chính xác là ở Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Lúc em đến đó em làm việc đó thì ở kế bên khu vườn đó có một ngôi nhà mà một cặp vợ chồng trẻ mới về ra riêng. Mình mới đến mà, mình cũng chào hỏi người ta một tiếng để đi ra đi vào gặp mặt thì vui vẻ hơn. Rồi cứ như vậy đó thì ngày ngày em làm việc ở đó. Cam với quýt mà nó sạc sẹt trái mùa đó thì em thì đâu có cách nào ăn hết, nên là em cũng hái và đem qua nhà hàng xóm đó cho. Thì kế bên đó là có một cặp vợ chồng, người chồng tên là Ngọc, người vợ tên là Nguyệt. Hai vợ chồng làm nghề bẫy cá, nói chung là giăng lưới, cắm câu, chích xẹt cá, đập vớn, lú đồ các cái. Người chồng thì không đẹp trai, còn người vợ thì rất đẹp. Nhưng mà thôi, đó là chuyện vợ chồng của người ta. Công việc của em thì em cứ làm. Em làm việc được một năm ở vị trí đó. Thì cặp vợ chồng kia đã có được một bé bi. Đó là một bé trai. Khoảng thời gian mà người vợ sanh con đó, người chồng thường xuyên kiếm chuyện. Nhưng mà em không biết là kiếm chuyện cái gì. Cứ một hai hôm là hai vợ chồng cãi nhau rần rần. Mà từ vị trí căn nhà của cặp vợ chồng đó đến chỗ em ở đó là cỡ 100 mét. Vườn trái cây em giữ đó là mặt tiền thì xây bằng gạch, bằng tường. Hai bên thì kéo kẽm gai. Nếu mà người muốn vào đó thì chỉ cần dạch kẽm gai xuống và chui vào. Nhưng mà ở vườn đó thì không ai phá gì hết á. Tại vì ở chỗ đó cũng xa khu dân cư đó. À, chỉ có anh chị nào mà đi làm ngang đó thì thấy trái thì có khi thì xin, có khi thì cũng chui vào hái nhưng ít thôi. Cứ như vậy đó thì cứ 2-3 ngày là em nghe rần rần. Một hai hôm là cứ như vậy. Một buổi sáng hôm đó thì trời mưa nên là em không xịt thuốc gì được. Nên là em cũng cầm tay lưới em đi giăng cá đó. Thì phía trước khu vườn của em đó là có một con kênh nhỏ. Thì nó cũng chạy dọc dài đi băng ngang qua cái chỗ mà nhà của cặp vợ chồng đó. Em mới cầm tay lưới em đi vòng vòng. Tại vì cái mương đó nó cũng có cỏ nên là em phải tìm cái chỗ nào ít cỏ đó. Em mới thả tay lưới xuống để kiếm cá ăn. Đó. Cũng cách nhà của Nguyệt khoảng 30 mét á. Thì em thấy Nguyệt bồng con ra. Thì con của Nguyệt lúc đó là mới có 2 tháng rưỡi thôi. Lúc Nguyệt bồng con ra thì
Em thấy mặt mày của Nguyệt bầm đen bầm đỏ. Em mới hỏi mặt mày của Nguyệt bị gì vậy? Nguyệt mới nói là hồi tối em mới bị ông Ngọc đánh. Em cũng hỏi sơ thôi, tại vì chuyện vợ chồng của ông ta mà. Em cũng hỏi là tại sao chồng em đánh vậy. Nguyệt mới nói là trước đây đó thì hai vợ chồng làm ăn cũng có dư. Nhưng mà gần đây đó, anh Ngọc dính vào cờ bạc đó, dính vào số đề, rồi đi đá gà nữa. Nên là lúc này làm bao nhiêu tiền anh ấy xài gần hết. Bây giờ đó, em ở nhà giữ con. Mà một tháng anh ấy đưa 5-6 triệu chi phí hết toàn bộ trong nhà. Nội con em uống sữa không là 2-3 triệu rồi. Nên là nhiều lúc anh ấy kêu đưa tiền không có thì anh ấy cũng ra tay. Em đâu biết là ngày ngày Nguyệt phải ngậm đắng nuốt cay vì bạo lực của người chồng. Lúc đó thì em đang thả lưới đó, em mới hỏi anh Ngọc bữa nay đi đâu rồi. Nguyệt mới nói là anh Ngọc đi bẫy cá rồi. Em mới hỏi là đi bẫy gần đây không. Nguyệt mới nói là bữa nay chạy xuồng đi, không biết là đi ở đâu em cũng không biết. Hai đứa ngồi nói chuyện một lát mà em thấy mưa, em mới nói Nguyệt là hơi bồng con vào nhà đi. Rồi thôi em cũng đi vào. Thì ngày ngày đó em cũng vẫn tiếp tục làm việc, công việc của mình. Thì lúc đó đó chồng của Nguyệt thường xuyên cờ bạc rồi nợ nần đó, không có tiền. Cứ về nhà kêu vợ đưa. Thì lúc đó Nguyệt đâu có tiền để mà đưa. Mà lúc đó đó em cứ nghe là một hai hôm là Nguyệt khóc lóc la làng ở bên nhà. Nhưng đó là chuyện vợ chồng của người ta, em không có thể nào chạy qua can được. Mình can thì cũng một giây một lát nào thôi, không lẽ mình ở đó mình giữ hoài được. Mà không khéo chuyện vợ chồng của người ta mình can thiệp vào làng hoàng mình còn ăn dao nữa. Lúc đó thì em nghe Nguyệt la thất thanh vì con người với nhau mà, nên là nghe rất là xót. Nhưng mà em không thể nào qua nhà của người ta được. Từ lúc mà em giăng lưới trôi qua 2 tháng mấy nữa, thì một buổi tối hôm đó đó là trời mưa rất là to. Lúc đó em mới cầm đèn pin em đi xuống tuốt cái đầu bọng ở nhà lầu dưới á. Từ căn nhà mà em ở đó đi xuống tới đầu bọng ở dưới á là nó gần 200 mét. Em xuống đó để mà em dở cái bọng lên là cho nước trong vườn nó chảy ra. Tại vì bọng đó là bọng nhét lại. Xuống em dở bọng xong rồi đó em đi trở lên. Thì khi em đi trở lên đó là em dội đèn bên hông nhà. Thì ở chỗ đó đó có che một cái mái ra để đồ. Thì cũng để dụng cụ bình xịt đồ đó. Em quất đèn qua thì em thấy Việt ngồi sát vào trong vách tường và cúi đầu xuống. Em mới tắt đèn pin, em nghĩ là Nguyệt không có dám kêu em. Tại vì chỗ đó mà ban đêm đó là Nguyệt kêu em thì bên nhà chồng của Nguyệt nghe. Lúc đó em mới tắt đèn, em đi lại sát bên, nói nhỏ như Nguyệt. Em mới nói tôi là Bình nè, im đi đừng có lên tiếng. Lên tiếng ông Ngọc nghe, ông chạy qua nữa là mệt. Lúc đó thì em đâu có bật đèn lên, em mới cầm tay của Ngọc em dẫn vào trong nhà. Lúc đó thì em cũng biết Nguyệt chạy qua đây, cũng muốn nhờ sự giúp đỡ của em để che chở cho Nguyệt. Tuy là Nguyệt tới nơi rồi nhưng mà Nguyệt không dám kêu. Sợ là tên Ngọc phát hiện. Thì con nít mà quý vị cũng biết, giấu người lớn thì dễ nhưng mà giấu con nít rất là khó. Con nít mà nó vòng 3-4 tháng đó thì nó khóc một cái rồi thì ở chỗ nào cũng nghe hết. Tối đêm đó đó, thật sự mà nói, mình chứa vợ người ta ở trong nhà của mình thì nói về pháp luật đó thì cũng vi phạm. Cái tội mà mình chứa vợ của người ta đó thì người ta cũng có thể đánh mình vô điều kiện. Em cũng không anh hùng gì. Mà lúc đó thì em sợ là thằng bé nó khóc. Em mới nói với Nguyệt là em dám cố gắng dỗ con em, đừng để cho thằng bé nó khóc. Nếu mà thằng bé nó khóc đó là ông Ngọc ông sẽ nghe rồi ông qua tới. Em mới hỏi Nguyệt là chuyện gì xảy ra. Nguyệt mới nói lúc nãy ông Ngọc ông đi về ông đòi tiền, nhưng mà em không có tiền đưa. Thì ông ấy xách một con dao, ông ấy hăm he, ông bầm mấy cái cột rồi bầm lên cái bàn te tua hết, đồ đạc trong nhà đập phá hết. Em thấy vậy em sợ quá nên là bồng con bỏ chạy. Em sợ là ở đó một hồi sợ mẹ con em sẽ trúng vô con dao đó. Em chạy từ hồi chiều giờ nhưng mà em chạy vòng vòng ngoài đường, em cũng không biết là trốn ở đâu. Mà ở ngoài đường thì về đêm rất là sợ nên là em mới giật hàng rào của anh em chui vào. Khi em nghe Nguyệt kể như vậy đó thì em cảm thấy là xót xa cho Nguyệt. Thời điểm mà em gặp Nguyệt đó là lúc đó là gần 10 giờ rồi, mà Nguyệt nói là Nguyệt chạy từ lúc chiều, mà nguyên buổi chiều đó là trời mưa. Thì lúc đó đó mình mẩy của Nguyệt ướt mem. Em mới nói bây giờ Nguyệt đừng có ngại nha, tôi lấy đồ của tôi đó Nguyệt tay đi để cho nó ấm, chứ bây giờ mẹ con của Nguyệt ướt mem hết vậy rồi. Em mới lấy bộ đồ của em đưa cho Nguyệt. Em mới nói Nguyệt là đưa con đây tôi bồng cho, Nguyệt thay bộ đồ của tôi đi. Lúc đó Nguyệt cũng ngại lắm, mà bộ đồ em thì bộ đồ sạch mà bộ đồ cũng hơi mới mới. Em mới chỉ nhà vệ sinh đó, Nguyệt vào nhà vệ sinh thay bộ đồ của em. Rồi bây giờ con của Nguyệt đó thì đâu có đồ đâu mà mặc. Em mới lấy một cái áo của em mà áo thun đó,
Rồi em cũng đưa cho ông Việt, rồi ông Việt cũng lột đầu của con trai của ông Việt ra rồi lấy áo thun quấn lại. Khi mà mẹ con của ông Việt được ấp cúng rồi thì lúc đó em mới nói với ông Việt, thật sự đó bây giờ đó ông Việt đến đây rồi, tôi không biết giúp ông Việt bằng cách nào. Bây giờ con của ông Việt im á thì mọi chuyện bình an vô sự. Nhưng mà con của ông Việt lên tiếng một cái rồi thì chắc chắn là cái tội của tôi khá là lớn. Chồng của ông Việt sẽ xông vào nhà để mà đánh tôi vì cái tội là chứa Nguyệt. Tôi không phải là tôi sợ chồng của Nguyệt, nhưng mà đó là chuyện vợ chồng của Nguyệt, mà tôi can thiệp như vậy thì hơi sâu. Chứ nếu anh ta mà xông vào nhà tôi đánh tôi thì chưa chắc gì tôi đứng im để cho anh ta đánh. Nhưng mà bây giờ đó tôi hỏi Nguyệt là Nguyệt có dứt khoát được với anh ta hay không. Nếu mà Nguyệt dứt khoát được với anh ta thì tôi sẽ đưa Nguyệt trở về nhà cha mẹ đẻ của Nguyệt, hoặc là Nguyệt muốn đi một nơi nào đó thì tôi sẽ đưa Nguyệt đi. Chứ bây giờ đó, ở chỗ này thì chắc chắn là không được rồi. Nguyệt suy nghĩ một hồi, Nguyệt mới nói, em chịu đựng chồng em nay lâu lắm rồi. Cưới nhau về mấy tháng là em đã bị đánh rồi. Nhưng bây giờ con em như thế này, em cũng không biết đi đâu sống. Nhưng bây giờ về ở với chồng thì chắc chắn là còn bị đòn dài dài. Còn về nhà cha mẹ đẻ thì không được. Tại vì nhà ba má chồng với nhà của ba má em đó, à, cách nhau chỉ 300 mét thôi. Em về đó thì chắc chắn là chồng em sẽ về tới. Mà khi chồng em về tới thì ba mẹ em càng khổ nữa. Bây giờ có nước là em phải bỏ xứ mà đi. Em mới nói Nguyệt là bây giờ Nguyệt có dám đi với tôi không? Tôi thì không vợ con gì. Nếu mà Nguyệt quyết tâm bỏ chồng thì tôi sẵn lòng đưa Nguyệt đi đến một nơi nào đó mà gây dựng lại từ đầu. Lúc đó thì Nguyệt năn nỉ em và Nguyệt nhờ em đưa Nguyệt đi chỗ khác lánh nạn. Em mới nói với Nguyệt, nếu mà Nguyệt nói như vậy rồi thì để tôi thông báo cho ông chủ, tôi sẽ đưa Nguyệt đi, tôi sẽ đóng cửa nhà lại ở đây. Lúc đó là khuya lắm rồi, lúc đó là 11 giờ mấy đêm, em mới gọi điện thoại cho ông chủ, em mới nói là nhà em có việc nên bây giờ em phải về quê, còn cái vấn đề có làm nữa hay không đó thì em chưa có biết. Ông chủ mới nói ừ thôi, nếu mà bình kẹt công chuyện thì cứ về quê đi, nếu mà sắp xếp được nên làm nữa thì làm, sáng nay tôi sẽ chuyển tiền cho bình hàng tháng đó, ông chủ chuyển khoản cho em. Em mới nói dạ. Lúc đó tiền bạc trong tài khoản em có được mấy chục triệu đó, nên là bây giờ em lấy hết quần áo của mình, em cũng có một chiếc quay Alpha cũng khá là xịn, chở Nguyệt chạy thẳng lên Sài Gòn. Khi lên Sài Gòn thì em thuê một căn phòng trọ hai đứa em, bắt đầu làm lại cuộc đời của Nguyệt từ đó. Trước đây thì giữa em với Nguyệt cũng đã từng thân mật, là thân mật cái dạng là ở hàng xóm nói chuyện thân mật. Rồi bây giờ thì em đưa Nguyệt lên sống chung cùng một nhà trọ thì hai đứa nói chuyện thì cũng vui vẻ bình thường, đồng ý là Nguyệt đang chia tay với chồng thì tâm trạng cũng buồn. Nguyệt thường xuyên bị chồng bạo hành đó, nên bây giờ Nguyệt mà tránh xa được chồng rồi đó thì cảm thấy là nhẹ nhõm. À, lúc tụi em mới lên nhà trọ ở đó thì nói chung mới đầu thì cũng ngại lắm, nhưng mà từ từ rồi thì cũng quen. Rồi khi lên nhà trọ đó em đi tìm việc làm, ngày ngày Nguyệt ở nhà giữ con. Thời gian trôi qua như vậy 3 tháng thì hai đứa em bắt đầu có tình cảm và đến sống chung như vợ chồng. Rồi từ đó thì tụi em sống rất là hạnh phúc. Em mới đưa Nguyệt về quê của Nguyệt để mà làm giấy tờ. Tại vì giữa Nguyệt với chồng đó, hai vợ chồng cưới nhau là không có giấy hôn thú, nên là con của Nguyệt đó nằm bên hộ khẩu của ông ngoại. Em với Nguyệt về quê ra mắt gia đình rồi cũng làm giấy kết hôn. Hai đứa cũng lên Sài Gòn tiếp tục sống cho tới hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ thì vợ chồng em sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Con của Nguyệt năm nay được 2 tuổi rồi. Và câu chuyện em kể cho mọi người nghe đến đây đã hết rồi ạ. Đâu, câu chuyện hôm nay chúng ta nghe đến đây đã hết rồi quý vị. Di Linh rất biết ơn quý vị đã theo dõi hết video của mình. Rồi bây giờ, Di Linh xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn những mấu chuyện tiếp theo nha. Bye bye.